tháng này á, thì Đức quyết định, Đức đặt mục tiêu là cuối tháng Đức sẽ đạt được con số là 3.300 đô. Nói chung là cái thời gian vừa rồi ấy, thì Đức làm về Clickbank nhiều chứ chưa có tập trung nhiều về MBC. Nhưng mà cái thời gian đầu mình làm thì mình cứ thấy là mình làm thôi, mình không có đặt bất kỳ một cái mục tiêu nào cho cái công việc của mình hết. Tức là mình cứ làm tới, giống như kiểu mình chỉ có học về kiến thức thì mình cứ làm, nhưng mà áp dụng để làm. Xong rồi về sau mình thì cuối cùng là mình chả đạt được cái gì hết. Tức là có đạt được nhưng mà cái doanh số nó không có đều, nó không có đi theo cái đường, tức là không có đi đường thẳng lên á. Thì bắt đầu mình mới quyết định mình đặt thử mục tiêu, mình đánh liều, mình đặt mục tiêu. Cái lúc đó là mình chưa đạt được cái con số là 1.000 đô một tháng đâu, mà mình quyết định mình đặt mục tiêu là trong tháng này mình sẽ phải được 1.000 đô. Thì cuối cùng đến cuối tháng mình tổng kết lại thì mình không được 1.000 đô mà mình được 800 đô. Thì đến tháng tiếp theo mình quyết định mình đặt mục tiêu cao hơn là 2.000 đô, gấp đôi lên. Thì cái tháng đó là cái tháng tư, tổng kết tháng tư thì mình tổng kết lại thì mình cũng vẫn chưa đạt được 1.000 đô, nhưng mà mình đạt được mục tiêu là 1.600 đô, tức là nó gấp đôi so với tháng trước rồi. Là tức là khi mà mình đặt cái mục tiêu rõ ràng ấy, thì mình thấy là cái kết quả mình đạt được nó sẽ tốt hơn rất là nhiều việc mà mình cứ thấy mình làm mà không có mục tiêu. Thế là đến tháng này á, thì Đức quyết định, Đức đặt mục tiêu là cuối tháng Đức sẽ đạt được con số là 3.300 đô, tức là rất là rõ ràng vào ngày 30 tháng 5 mình sẽ đạt được con số là 3.300 đô. Thì sau khi mình đặt mục tiêu đó, và mình cũng không biết làm cách nào để mình đạt được cái con số đó, nhưng mình cứ làm thôi. Mình cứ làm thì đến ngày hôm nay hiện tại là ngày 13 thì mình đã đạt được là 1.400 đô rồi. Thì tính ra 1.400 đô so với tháng trước là nó đã gần bằng cái tháng trước, bằng gần nguyên một cái tháng trước rồi. Thì mình mới phát hiện ra là khi mà mình làm bất kỳ một cái việc gì đó thì mình nên đặt cho mình một cái mục tiêu rõ ràng và cái thời hạn chính xác. Ví dụ như mình đặt mục tiêu là 30 tháng 5 mình sẽ đạt được con số là 3.300 đô. Thì đó, thì tất cả các cái công việc mình nghĩ là mình phải đặt cho mình một cái mục tiêu nó rõ ràng ra một chút. Như giả sử như bạn muốn đặt mục tiêu của bạn là 10.000 đô trong vòng 20 năm thì lâu quá. Giả sử là đặt mục tiêu là 10.000 đô trong vòng 2 năm, chắc chắn là mình sẽ đạt được con số đó. Thì bây giờ mình sẽ chia nhỏ dần dần ra. Mình phải chia nhỏ ra, ví dụ như trong vòng 3 tháng mình sẽ đạt con số là 1.000 đô, 5 tháng là 2.000 đô. Thì khi mà mình có những cái mục tiêu đó thì mình sẽ có những cái hành động nó khác nhau. Và cứ đặt mục tiêu đi thì đến một lúc nào đó chắc chắn mình sẽ đạt được cái mục tiêu đó. Có thể mình đặt mục tiêu là một tháng 3.300 đô, nhưng mà đến cuối tháng mình chưa đạt được 3.300 đô, nhưng mà mình dám chắc chắn là nó sẽ đạt được cái mức gần 3.300 đô đó. Chứ nó không thể là cứ thế mà cứ lòng vòng, có thể lên rồi xuống. Thì đó là cái thời gian vừa rồi mình làm và mình đặt mục tiêu, thì mình cảm thấy là nó như vậy, nó rất là hiệu quả cho bản thân mình. Thì hy vọng là ở đây ấy, mấy anh chị em mình trong team này có làm một cái việc gì đó thì mình đặt cho mình một con số, đặt cho mình con số 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 gì đó. Như Đức hiện tại nếu mà với Clickbank thì mình có một con số rất là rõ ràng, đó là đến 31 tháng 12 năm 2020 con số lợi nhuận với Clickbank trên một tháng của mình ấy là 5.000 đô. Mình chưa biết làm cách nào để mình thực hiện được, nhưng mà mình phải đạt được con số đó từ giờ đến 31 tháng 12 năm 2020. Thì đó là một chút chia sẻ của mình về cái thời gian vừa rồi trải nghiệm với Clickbank. Thì còn đợt tới này, Clickbank với mình thì coi như là cũng tạm ổn rồi, tạm đạt được cái mục tiêu mà mình đang đặt rồi. Và giờ là bắt đầu đang xem xét tới cái mục tiêu là tiết kiệm giá cao, đạt ra những con số với tiết kiệm giá cao trong những cái khoảng thời gian nhất định. Thì mình nghĩ là chắc chắn khi mà mình đặt được cái con số nó rõ ràng thì mình sẽ đạt được điều đấy.